đấy. Đèn chớp anh em nhá, đèn chớp, đèn chớp, chớp Trung Quốc hàng đẹp, đấy, ngon bổ rẻ. Anh em yêu đèn này thì anh em ủng hộ mình nhá. Nó có mấy màu cơ, nó có mấy màu ạ. Đây là xanh này, đây đang chập chờn dây điện điện tử. Đây là xanh các bạn nhé, xanh xanh dương này. Đấy, con này nó có 3 dây anh em nhé, anh em chỉ 2 dây vào nhau là thành dây lửa, còn dây đen thì là mát đấy các bạn. Cũng lóe chói mắt hết các bạn ạ, chói mắt hết đấy. Ok cho các bạn. Đấy, con này là có 3 dây rồi. Anh em 242 nhá, dùng có 12 có 24, hai dây này các bạn dí với nhau, dây này các bạn dí với nhau. Đấy, anh em có thể bỏ chân này đi, dán keo và anh em bắt ốc thì tùy. Anh em có thể cắt cái chân này đi, anh em dán trực tiếp keo vào vị trí anh em thích. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ còn gọn. Ok em trai. Con này bắt ốc thì không bắt ốc, em bỏ đi. Em dán cho cái keo là xong, đừng bắt ốc. Bỏ silicone này. Đừng bắt ốc, con này nó lằng nhằng ra, bắt ốc sao bắt kiểu này được, đúng không? Ra số thùng mình dùng kiếm sao bắt được xong xong được. Em bỏ cái kia đi. Em dán cho anh silicone, chấm với silicone hai đầu nó nhẹ phèo mà. Chấm silicone hai đầu là xong luôn. Đấy, chấm tí silicone là xong luôn, không cần phải gọi là. Anh thử hết chưa? Thử hết rồi, đấy thử rồi, bốn con anh thử hết rồi. Đấy, em bị lắp vào cái lóc rồi các bạn kìa. Đấy, anh em nào mà yêu quý đèn này thì ủng hộ mình nhá. Đâu em trai? Tấm chắn lên hậu hay là chắn cái kia của em đúng không? Chắn to rồi. Có 400 một đôi em. Không, nhưng mà chưa coi hàng Thái không. Quan trọng phải là hàng Thái, còn nếu mà cao su kia thì rẻ. Đây, em muốn kiếm một cái này nữa này, anh tìm cho một cái như này, cái này em nắp vừa bên kia. Thế còn mỗi cái này thì lấy tạm cái. Cái thì nắp vừa hai bên thì nắp một bên à? Thế thì hết rồi. Cái này mấy cái này thì là bao nhiêu vôn? Đâu em? Cái này 24 vôn đấy, không phải 12 đâu. Cái này nó ghi rõ 12 vôn rồi. Cái này 24 đấy.